Đây, đây là cái kẹo đầu tiên. Wow. Đây là cái kẹo nhẫn mà Tân An ao ước mấy hôm nay rồi. Đấy, xong là để thế này là mình ăn hả Tân An? Rồi, thế Tân An thử nào. À, rồi. Có vị gì hả Tân An? Vị này vị gì nhỉ? Coca. Vị Coca. Anh ăn cái vị. Hello Tân An. Xin chào tất cả các bạn. À, hôm nay chúng ta sẽ làm một video đi mua kẹo nhẫn cho Tân An này. Rồi chúng ta sẽ mang cả cái pin cũ này đi đổi lại pin mới. À, tại sao chúng ta không vứt cái pin cũ vào thùng rác luôn mà chúng ta phải mang đi đổi lấy pin mới? Bởi vì là ở trong cái viên pin này các bạn nhé, có rất là nhiều cái chất độc. Ví dụ như chất thủy ngân này, rồi chì này, rồi kẽm này. Cho nên là khi chúng ta dùng hết những cái viên pin này, dùng hết rồi thì chúng ta không ném thẳng vào thùng rác đâu. Đấy là người ta cấm ấy, để bảo vệ môi trường. Một viên pin này nó có thể làm ô nhiễm rất là nhiều lít nước, hàng nghìn lít nước luôn. Rồi ô nhiễm đất, ô nhiễm nước. Cho nên là chúng ta dùng xong chúng ta phải cho một cái hộp. Như ở nhà Tân An là sẽ có một cái hộp đựng pin cũ, cũng gom rất là lâu thì mới có thể có từng này pin để mình đi đổi, vì là mình chỉ dùng cho điều khiển tivi với cả đồng hồ thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dẫn các bạn đi cùng nhé. Em ơi, cho anh đổi pin được không? Vâng. Cái này là mình mua pin mới là mình giảm giá 10%. Được, giảm giá 10%. Cái này thì bên em thu tại đây và mang đến trung tâm xử lý. Các bạn nhớ nhá, những cái viên pin này mình sẽ được đưa đến trung tâm xử lý đúng không? Mình không được vứt vào thùng rác đúng không? Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Sẽ gây ô nhiễm môi trường. Hôm nay cháu làm một video để chia sẻ cho các bạn biết về cái chương trình thu gom pin này để bảo vệ môi trường. Đây đây, Tân An đổ cái pin cũ vào đây cho cô này. Đây là cái thùng đựng pin cũ của nhà bác này. Cửa hàng nhà bác rất là nhiều pin. Nhà sách HED. À, nhà sách. Vâng, nhà sách HED T7 Tham City. Rồi, thế con chào bác này, chúng ta về nào. Vâng. Bởi vì hôm nay Tân An làm được một việc tốt cho nên là bố sẽ thưởng cho Tân An mấy cái kẹo. Tân An nhờ. Tân An vào hỏi về cô xem có kẹo mụn, kẹo nhẫn không nhá. Tân An xem có không? Có chứ. Lấy mấy cái? Con có đủ vỉ không? Lấy một vỉ một cái nhá. Một vỉ một cái. Bằng này thôi. Bằng này thôi à? Lấy ba cái à? Vâng. Có cái nào khác nữa không? Không có nữa. Rồi lấy ba cái nhỉ, ăn không hết đâu nhỉ. Ừ. Để cô tính tiền xong rồi về nhá. Giờ Tân An về bóc kẹo nhẫn ra để cho các bạn xem cái kẹo nhẫn như nào nhá. Vâng ạ. Bố cũng chưa thấy cái kẹo nhẫn bao giờ cả. Con biết kẹo nhẫn. Lần đầu rồi. Tiên bố thấy kẹo nhẫn đấy. Con biết kẹo nhẫn rồi. À thế à? Vâng. Về bóc ra cho các bạn xem với. Bây giờ Tân An sẽ mở kẹo nhẫn ra cho các bạn cùng xem nhá. Xem kẹo nhẫn như nào nào. Rồi, bỏ ra cả đi. Kẹo nhẫn này. Đây, đây là cái kẹo đầu tiên. Wow. Đây là cái kẹo nhẫn mà Tân An ao ước mấy hôm nay rồi. Đấy, xong là để thế này là mình ăn hả Tân An? Rồi, thế Tân An thử nào. Đấy, rồi. Có vị gì hả Tân An? Vị này vị gì nhỉ? Vị Coca. Ngon không? Bóc cho bố một cái nào. Tân An bóc đi. Rồi. Vị cam là của bố này. Bố thử một miếng nhá. Wow, đẹp không? Này, bố cho Tân An này. Này, bố cho Tân An, bố không ăn ở đâu. Cái của bố là cái màu cam. Mà vị cam, màu cam. Này, bố cho Tân An này. À. À. Cắn rồi, rồi bỏ
vẫn ăn được mà. Không ăn thì thôi bố ăn. Cái của Tân An là cái màu đen, màu của vị Coca. Còn vị Coca là của cái màu đen là của Tân An. Còn cái màu và màu cam chứ. Màu cam là của bố, là vị cam. Thế bây giờ mình dùng hết pin mà cũ thì mình sẽ để vào để cất giữ hay là để vứt vào thùng rác Tân An nhỉ? Để cất giữ. Cất giữ xong đi đâu nhỉ? Đi đổi pin cũ lấy pin mới. À đúng rồi. Để làm gì nhỉ? Đúng rồi, trong viên pin có rất nhiều chất độc các bạn nhé. Thủy ngân này, chì này, rồi kẽm này, và nhiều cái hóa chất khác. Mà pin này mà mình bỏ vào lửa là nó có gây nổ đấy. Nổ cả nhà. Ừ, nguy hiểm lắm. Không, mình phải gửi đi cho những người người ta thu gom và người ta xử lý. Người ta có cái công nghệ xử lý. Tân An hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ Tân An chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh của Tân An nhé. Hẹn gặp lại các bạn.